Mới đây, trường Mầm non Hoa Lan thị trấn Mạo Khê vừa tổ chức một hoạt động ngoại khóa mang chủ đề ngày hội Tri thức bé yêu. Ngày hội không những có sự hiện diện của hơn 300 bé mầm non nhà trường, các bậc phụ huynh mà còn có rất đông các cô giáo từ tất cả các trường mầm non khác trên địa bàn toàn huyện về dự. Một trong những hoạt động của ngày hội là cuộc thi tô tượng giữa các lớp trong trường. Đây cũng chính là hoạt động được các bé yêu thích bởi thông qua hoạt động này đã kích thích trí tưởng tượng phong phú của trẻ đối với thế giới xung quanh. Không chỉ có vậy, ngày hội hôm nay còn có các hoạt động mang đậm dấu ấn truyền thống văn hóa dân gian. Để có được các hoạt động như thế này, các cô giáo phải chuẩn bị hết sức chu đáo. Từ trang phục cho đến các mô hình trò chơi đều thể hiện được những nét tinh hoa văn hóa của dân tộc. Sự hào hứng sôi nổi của các trò chơi dân gian, sự vô tư, trong sáng của tâm hồn trẻ thơ như thế này không những cuốn hút đối với các trẻ em mà còn tạo được sự quan tâm, chú ý của hầu hết các bậc phụ huynh. Với tư cách là một người phụ huynh học sinh thì tôi thấy là qua cái chương trình tổ chức cái ngày hội trí tuệ cho các cháu ngày hôm nay của trường Mầm non Hoa Lan thì tôi thấy nhà trường, ban giám hiệu nhà trường cùng các cô giáo đã tạo một cái sân chơi cho các cháu để các cháu có thể nâng cao trí tuệ và cũng là một cái dịp để các cháu mở mang kiến thức hơn, cũng là một cái thời gian để các cháu có thể giao lưu học hỏi với các bạn bè và có thể là có những cái giây phút rất là sảng khoái để các cháu tham gia các cái trò chơi và hiểu hơn, yêu hơn các cô giáo của mình, yêu hơn trường lớp của mình hơn. Thực hiện nghị quyết Trung ương 5 về phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ lâu, ngành giáo dục huyện Đông Triều đã luôn chú trọng tới công tác giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi mầm non. Việc kết hợp lồng ghép các hoạt động ngoại khóa với việc giáo dục truyền thống văn hóa đã được các trường thường xuyên tổ chức với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Các trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, ô ăn quan, xúc sắc xúc xẻ, kéo cưa lừa xẻ, kéo co, các bài đồng sao ca dao vui nhộn, nhí nhảnh, dễ thuộc, dễ nhớ. Trong thời đại khoa học công nghệ thì việc lưu giữ các cái bản sắc văn hóa dân tộc ngay từ bậc học mầm non là một trong những chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều, đó là chuyên đề bé mầm non với đồng dao, ca dao và dân ca Việt Nam. Thì thực hiện cái chuyên đề này thì ngay từ đầu năm học chúng tôi đã có kế hoạch phát triển giúp cho các cô, các bé có những bộ sưu tập, có những kiến thức, có những kỹ năng để trẻ có thể tiếp cận tốt nhất với chuyên đề này. Trong thời đại khoa học công nghệ thì việc lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những tiêu chuẩn mà nhà trường đã đặt ra ngay từ đầu năm học và hy vọng rằng với nội dung lưu giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc thì giúp cho không những trẻ mà các bậc phụ huynh cũng luôn luôn quan tâm tới bản sắc của dân tộc Việt Nam. Không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một chương trình ngoại khóa, những hoạt động này được đánh giá là hoạt động thiết thực và hiệu quả trong việc giáo dục truyền thống văn hóa. Với lứa tuổi mầm non, khi được giáo dục nhân cách qua những trò chơi dân gian, những làn điệu dân ca, đồng sao, ca dao, trẻ sẽ có nhiều ấn tượng và hiểu về truyền thống quê hương đất nước, con người Việt Nam. Đây cũng chính là mục tiêu mà ngành giáo dục huyện muốn hướng đến. Với phương châm vì hạnh phúc tuổi thơ, vì tương lai đất nước, những hoạt động có tính giáo dục cao như thế này là một cách làm thiết thực và hiệu quả, cần được nhân rộng trong việc chăm lo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, thế hệ tương lai của đất nước.